Rồi tôi đổ lại với mẹ. Cái gì?
Đoàn ở đâu vậy? Bé hơn người ạ. À. Ở ngoài đường. Trong đây. Đi người gõ. Yeah, mà nó lố kêu là đi đâu. À ông đâu? Ông đi đó ta? À ông đâu về nha, em không về. Ông về đâu về đâu về đấy gì? À xin lỗi thiệt à. Mất mạng. Theo em. Em một mình vậy. Gì vậy? Nói gì vậy? Ai một mình? Cái gì ai một mình vậy? Cái gì nghe mình gì? Không. Mình ai hả? Ai một em một mình không đủ. Hiện tại mình à, đơn về về đây cái đêm của em đó. Hay là về không phải quà đêm. Hả? Nhiều quà lắm, nhiều quà lắm. Nói gì nghe, không có quà không? Nhiều, nhiều quà lắm. Nói gì vậy? Nói gì nghe nghe. Chậm hiểu quá. Yêu yêu sức lại sao nói nhỏ vậy? Gần trái chùa. Ship vào đây. Ship vào đây. Ship vào đây. À xíu quá à. Ừ. Đang đi tới đoạn nào rồi? Em biết. Không biết rồi tiếp cái nổi. Xóng tá được rồi, không cần biết quan tâm chi xóng tá được rồi. Xót gần nè, nghe được tiếng ông hát cục bụng nè. Ê cục bụng chở bên lửa nè. Nè bằng gọi chim én nghe nữa không? Tía. Tía ơi. Hả? Tía nghe. Em biết nữa là tía nghe em đúng không? Có luôn. Có luôn hả? Nghe em nói luôn hả? Hả? Nhớ. Chú mua quà cho em nhớ. Quà gì em? Quà. Hai thằng kia không đánh lặng em. Chắc là nó nhỏ lo dặn con rồi đó. Mập. Mập con sư. Bao giờ ma bao giờ tới nào? Toàn ông quân giờ sữa. Ủa, đi không rủ. Ma bao giờ tới nào? 6 giờ. Hả? 6 giờ. 6 giờ. Thế tốn giờ ra đón hả? Bà là cháy khe tiếng rồi. Hả? Bà là cháy khe tiếng rồi. Nói gì nhỏ yếu sức quá vậy? Trời ơi, nghe chó rồi. Không có, đi lờ, không có gì bờ nờ bờ là cái gì? Dạ ngồi dịch tư vấn. Qua ta bà. Không có.
Mày là ăn thằng ngón rồi. Có dạo này. À lấy giờ là. Nhớ là bên nick kia người ta thấy gì mà nó ai ăn vậy luôn hả? Chị cơm đang coi, chị cơm đang béo lại trên tụi mình, ba bị quê rồi. Tôi dạ. Nà. Em yêu em cường em yêu nhà sao ghi hệ à cường như mẹ đúng xe.
Hồ Mạnh Quân. Hồ Mạnh Quân cho anh Hồ Mạnh Quân. Anh này hồi học trường mình nha. Em học hồi trại. Để ta đây chia rè. Nguyễn Tấn Điền đã gửi cho bạn một tin nhắn. Coi đi, coi nhắn này đi. Thôi không biết mày sao đưa đây. Mẹ ơi, nhắn nó gọi lo. Chia bèn. Ủa còn cái chia bèn tôi được bỏ. Có sao rồi. Nó đóng dép mày đâu. Kệ ở dưa của anh Phú. Cái giái được chưa dưa. Đó là một tình diễn xíu em. Chờ chưa thấy dùng rồi đó sao mà nói. Nãy tại vì mọi người là sửa vô thôi. Uống không vậy. Tự nhiên chóng đúng không. Tự nhiên cũng đúng rồi chả quyết gì. Em đi cái chuyện em một cảnh sát. Sát như vậy. Cái gì đâu. Tá mà tên nào chứ tá mà có rồi. Trái của mày nó lớn chứ nè. Cái gì lớn? Trái của mày. Đâu vậy sướng vậy. Thôi xa dạ. Lúc nhiều cho vì yêu mà đấy. Nói chung là hiểu rồi đó. Trời, ông đi mèo hoàng cái ông nhìn cái giá mà ông nhìn chứ. Rồi. Hả? Nói chuyện đi.
Này nhí. Này xe phi xe luôn đấy. Này nhớ quá đi. Dạ có mấy thằng vô cái lộn của em mà nó vô cái lộn về những tiền nhỏ ta dạ vô cái lộn để đầu cháu biết hết. Nó chị nhỉ chờ mẹ mình nhớ con mình trốn đi chờ đây tới nhà mình đi tự rõ mà dẹp 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 tới đây mọi người dẹp.